Ở tập trước, mình đã có một chấn thương tâm lý cực kỳ thủng khi chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình. Đồng thời, mình còn phát hiện một chiến thuyền đầy kho báu. Mình đã chiến đấu vô cùng áp đảo bọn chúng, khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy. Và phần thưởng cho mình đó chính là rất nhiều kim cương và một nơi ở xịn sò. May mắn nói tiếp may mắn, mình còn lụm được một cái thương của triệu dân làm rơi ở chỗ bù đỏ. Liệu rằng mình có thể tiếp tục may mắn trong những ngày tiếp theo trong hành trình trở thành hiệp sĩ huyền thoại của mình? Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Tình hình là bây giờ thì có vẻ mình ăn dưa hấu hoài thì cũng không ổn các bạn ơi. Mình cần phải tìm một cái loại thức ăn nó tốt hơn mới được. Thế nên là hôm nay dự là chúng ta sẽ đi khám phá, tìm thêm cù bò các thứ rồi dắt về ha. À nhưng mà trước khi đi thì để mình nâng cấp cái ba lô mình có thêm cái bàn chế tạo đi nha. Tại mình thấy cái nâng cấp này cũng khá là cần thiết cho mình á. Cho nên là bây giờ mình sẽ lập tức làm liền cái nâng cấp này và gắn vô cái ba lô của mình ha. Rồi, ok. Vậy là bây giờ muốn chế tạo chúng ta chỉ cần mở ba lô rồi bấm công thức thôi. Cực kỳ tiện lợi. À, với cả là mình có rất là nhiều kim cương trong ngay tập 1 các bạn à. Thế nên là bây giờ hay là mình làm một cái chỗ enchant đi. Trời ơi, quá trời cây sắt ở đây, không làm chỗ enchant thì hơi ổn á nha. Để làm được bàn enchant thì mình sẽ cần có 4 hắc kim thạch nè. Rồi thêm một sách và 2 kim cương nữa. Ok, vậy là được rồi. Giờ thì chỉ thiếu mỗi kệ sách thôi các bạn à. Chắc là mình phải đi lấy thêm gỗ rồi quá. Còn chỗ enchant hả? Hay là mình đặt gốc bên đây đi. Được á nha. Rồi, đặt bàn enchant xuống. Ui, nhưng mà bây giờ trời đang tối ta. Ừ đúng rồi, trời tối thui rồi các bạn ơi. Thôi được. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài và đi săn thêm quái sẵn tiện lấy thêm gỗ luôn ha. Bởi vì cái thanh kiếm mà mình chế tạo tập trước nè, nó sắp cày đủ để tăng một cấp độ đầu tiên rồi các bạn ạ. Ở dưới thấy quá trời Ripper kìa, trời. Wow, con xương gì mà đội vương miện nhìn xịn xò vậy. Thôi được, xuống dưới luôn nào các bạn. Sành chỉnh với nó, ơi cẩn thận Ripper. Bình tĩnh, gặp Ripper là phải đề phòng nha. Rồi lại đây mấy cụ. Một con Ripper trước nè. Ok, tiếp theo là con xương này. What? Nó bắn cái gì mà đẩy lùi dữ vậy? Ê, thứ dữ các bạn ơi. Ôi ô. Chắc mình phải xách cái thương của mình ra quẩy thôi các bạn ơi. Không được rồi. Cầm cái kiếm có vẻ là làm lợi nó đâu. Vô, hất tung nó lên trước. Sau đó thì combo nó. Ôi da. Ui, nhảy xuống một cái nè. Cầm từ phía sau. Kết thúc. What? Pony King. Wow. Con vua xương các bạn ạ. Hèn gì nhìn xịn xò và mạnh cực kỳ á. Trời, nó rơi ra khúc xương hoàng gia nè. What the hell? Hả? Xương của nó nấu ra vàng luôn. Biếp thật. Wow. Giữ đấy fan. Rồi, giờ thì mấy con xương này thì con này nó cũng cầm thương các bạn ơi. Solo thương. Úi giời, úi, được thêm một cái quyển sách kỹ năng gì nữa cơ. Để coi. À, đây là kỹ năng tránh né của mình các bạn ơi. Mình có thể học ha. Ok. Nhưng mà kỹ năng tránh né này với cả kỹ năng phòng ngự thì nó không liên quan à? Ê? Nó không liên quan các bạn ơi. Vậy là mình vẫn giữ được cái khả năng phòng ngự bằng cách xoay thương nè. Và kết hợp với cái việc mình nhào lộn á. Quá hợp lý luôn. Rồi, săn thêm con nhện này nữa đi. Cái sắp đủ rồi đó. Ui, còn một con nữa sao các bạn ơi. Gần đây thanh rồi kìa. Ui. Đừng nói đó là con Ripper vua nha. Nó đội cái vương miện. Ui, có chân. Ui. Chạy các bạn ơi. Đông quá. Tí nữa thì đi rồi. Giang hồ biển. Nhỏ mà sung hả cô. Rồi, mình đã được một cái điểm ở cái phần tấn công rồi kìa. Ngon đó nha. Chưa. Trong lúc chờ đợi nó chạy lên đây mình sẽ chặt cái cây này hết các bạn. Cái gì vậy?
Cái cây mà lại có Reaper. What the hell? Ê sợ nha. Tự nhiên các bạn có thấy bất ngờ không? Mình thì hơi bị bất ngờ luôn. Đâu là lòi ra ông nhỏ đó thì chứ. Thôi chặt nốt cái cây rồi đi. Về thôi các bạn. Ở đây buổi tối quá trời nguy hiểm rồi. Với một stack gỗ mình nghĩ là dư sức để chúng ta nâng cấp cái vỏ enchant đồ rồi. Ủa mà cái rương này hình như mình chưa có mở. What? Trong đây có đồ kim cương. Set enchant ngon luôn nè. Nè đi. Vậy thì bên này chắc cũng vậy á các bạn ơi. Để xem. Chuẩn luôn. Thêm một quyển sách sắc bén luôn nè. À, mình sẽ cho sách vào chính giữa giống như vậy. Gỗ phía trên làm full luôn. Được 18 cậy. Khá là nhiều ha. Ok. Giờ thì cho cây thương vào. Ủa sao cùi bắp vậy ta? Ồ hình như nó không nhận được full cấp hay sao á. Vậy là phải cắt xén không gian ở phía dưới một xíu rồi các bạn ơi. Thử lại nào. Đó giờ cấp 30 rồi nè. Ui đẩy lùi hả ta. Ui đẩy lùi có một cùi bắp quá không nhỉ. Ồ. Hay là bây giờ mình làm luôn cái áo giáp kim cương mới nhỉ. Ừ ha. Mình mới lượm được vài viên kim cương trong hai cái rương kia này mà. Ok làm luôn cái giáp kim cương đi. Anh cha anh thử coi. Chậm hỏng hả. Đáng thử nha. Đáng để thử nha. Mình có 30 ngọc luli nè. Test thử luôn các bạn ơi. Ui nhưng mà mình lại không đủ cấp á chứ. Ừ ha. Thế cũng khó các bạn à. Hey, nếu mà như vậy thì chắc tạm thời mình sẽ mặc luôn cái áo giáp kim cương đi nhờ. Mặc dù nó chưa được enchant ha. Cái ổn mình sẽ thay bằng ổn giảm sát thương khi rơi. À còn cấp độ mình sẽ để dành số kinh nghiệm đó để mình nâng cấp các kỹ năng của mình chứ. Đúng rồi tí nữa thì quên. Mình sẽ cần phải làm cái quyển sách được gọi là cuốn sách kỹ năng các bạn à. Nó sẽ cần một ít da, một ít giấy, hai sách và một vàng. Với mình công thức này thì khá là rẻ ha, nên là lập tức đầu tư cho mình cái quyển sách cực kỳ quan trọng này. Rồi bây giờ sau khi đã chế tạo được cái quyển sách này thì mình có thể không mang nó bên người cũng được các bạn. Và mình sẽ mở khóa được cái chỗ put up skill ngay cạnh chỗ ô chế tạo của mình nè. Đó nó sẽ có được những cái kỹ năng cơ bản. Nào là cái này liên quan tới nấu quặn nè. Cái này là liên quan tới tốc độ đánh. Rồi tốc độ chặt cây. Đào bới các thứ ha. Bơi nhanh nữa trời hợp lý nè. Leo cầu thang. Cái này chắc là nhảy hay sao á. Ừ. Tốc độ dùng cúp nè. Quầy tăng khả năng phòng ngự nữa nè. Giảm sát thương khi rơi. Rồi có những cái cú đánh mạnh hơn nữa. Chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên tăng cái Strong Fist quá. Ừ nó sẽ tăng sát thương cận chiến của mình khá nhiều các bạn. Và mình sẽ dùng số kinh nghiệm mình có để nâng nó lên ha. Ồ. Ôi có vẻ là cũng khá ok nha. Mình sẽ nâng trước 5 level đi. Tiếp theo là nâng một ít tốc độ đánh nữa. Để kết hợp với sức tấn công vừa mới nâng cấp ha. À ngoài ra thì đây cũng là chỗ để mình có thể lưu giữ kinh nghiệm nè. Chắc mình sẽ lưu giữ bớt kinh nghiệm vô đi. Ai nhỡ xui gỗi mình mà có lên bảng phong thần các bạn. Thì không có mất kinh nghiệm á, đỡ ổn. Ngoài ra thì bữa nay mình cũng sẽ cần phải cày cuốc săn quái các thứ để chúng ta gán nâng thêm máu á. Bữa nay mình muốn thử nâng máu các bạn à. Nó sẽ cần tới 3 điểm kỹ năng lận. Ồ cái này chắc mình phải cày hơi bị nhiều quái nha. Đâu đó cỡ 100 mấy con quái các bạn à. Cực kỳ nhiều luôn. Và chuyến phiêu lưu ngày hôm nay thì dự tính là mình sẽ đi khám phá bản đồ các bạn. Mình có 3 cái bản đồ, tuy nhiên 3 cái là một các bạn ơi. Ừ, gần như giống nhau hết luôn ha. Nên là bây giờ mình sẽ dùng tạm một cái để chúng ta đi tìm cái chỗ công trình này. Theo như chỉ dẫn thì mình cần phải đi về hướng Tây đó các bạn à. Hướng bên này nè. Cũng khá gần thôi. Ừ sẵn tiện mình muốn khám phá vùng đất bên kia luôn á các bạn. Hợp lý ha. Để thuận tiện hơn trong việc di chuyển ở trên biển thì chắc mình sẽ làm cho mình một cái chiếc thuyền đi. Ừ. Chiếc thuyền màu hồng mạnh mẽ nè. Ok ok, sau đó thì lên đường thôi. Hello. Hello fan. Test thử vũ khí coi. Ủa sao thấy cũng vậy ta. Không biết mạnh hơn chưa nữa. Sao mình thấy nó cũng vậy các bạn ơi. Nó không thay đổi nhiều lắm á. Ủa mà hình như mình chưa có sửa vũ khí sau khi chiến đấu đúng không. Ừ ha. Mình phải sửa lại chứ. Tại hiện tại nó hư phân nửa rồi. Thôi mình sẽ sửa cái đi ha. Sẵn tiện nâng cấp luôn các bạn ơi. À đây rồi. Hồi nãy mình cày được một cái điểm của cái thanh trường kiếm này nè. Và bây giờ nó sẽ cho mình cộng một số kỹ năng ha. Nào là chặn đòn nè. Ở phía dưới là một kỹ năng kiểu như là mình sẽ đâm về phía trước các bạn. Ui tấn công á. Còn cuối cùng là một kỹ năng kiểu như nội tại thôi ha. Nó sẽ giúp mình tăng cái sức mạnh của những cái búp. Ê, hay là mình chọn cái kỹ năng chạc này đi nhờ.
Có vẻ đây là một kỹ năng thiên về tấn công đó. Được được, nhìn cũng khá ngầu. Còn phía trên này mình sẽ nâng cấp cái diện mạo của cái vũ khí của mình. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ giới hạn chọn được 3 cái thôi á. Thế nên là mình sẽ chọn cái lưỡi kiếm katana nè, cũng như là lưỡi kiếm ethereal. Ok, và một cái tay cầm nhìn khá là đẹp này. Rồi, xong phim. Việc còn lại của mình là trang bị vô thôi các bạn. Đó, chết liền, chết liền. Đây, thêm phần cán kiếm nữa. Đẹp nhá. Wow, hợp lý vậy, xong phim luôn. Còn về kỹ năng thì mình cũng sẽ gắn vào cái kỹ năng vừa mới học ha. Alright, và cuối cùng là làm mới thanh kiếm của mình thôi. Trời, kiếm bự quá các bạn ơi. Bling cái coi. Đó, tương tự với mặt sau luôn ha. Kiểu này đánh chắc là cháy dữ lắm đây. Ok, bây giờ sức tấn công của nó đã tăng lên 8 rồi các bạn ạ. Ôi, các bạn thấy sự nâng cấp diện mạo này có đẹp không? Mình thấy khá là đẹp ha. Còn kỹ năng coi. Đó chính là kỹ năng mình mới học đó các bạn. Phải đâm một phát về phía trước á. Cũng chết đấy chứ. Rồi, lên đường thôi nào. Mình sẽ cần có một khu vực để chúng ta làm một cú nhảy thật là đã. Đó. Rồi, ok. Ui trời, cũng sắp tối rồi. Có vẻ là mình đi khám phá hơi trễ các bạn ơi. Nhưng mà chắc không sao đâu. Mình có đem theo cái túi ngủ trong ba lô á. Bất quá thì làm giấc thôi các bạn. Rồi. Và công trình đó thì chắc mình phải đi hơi sâu sâu vô đất liền một xíu mới gặp ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Lockroot hay là Unitelet thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ủa? Ở đây còn có một cái con thuyền đắm nữa nè. Mình sẽ kiểm tra thử coi con thuyền đắm này có bản đồ kho báu trong vùi không. Lơ ngơ tìm kho báu luôn các bạn. À, có luôn nè. Hợp lý ta. Bên này thì có thêm một cái rương khác. Ui, không ổn, hình như sắp hết oxy các bạn ơi. Ngồi lên cái. Lấy một hơi. Rồi chúng ta lặn xuống cái nữa. Tại vì nó còn một cái rương ở tít dưới này. Có thêm ngọc lục bảo cho mình. Tuyệt vời. Và coi thử coi bản đồ kho báu chôn vùi nó có gần mình không ha. Nó đi về hướng bắc các bạn ơi, là hướng bên phải mình nè. Theo như bản đồ thì có vẻ là cái kho báu nó gần hơn á. Để mình lấy cái kho báu cái ha. Rồi chúng ta lên đường tiếp cũng không có muộn các bạn. Bữa nay là chúng ta dành nhiều thời gian để đi khám phá vùng đất xung quanh mà. Cái gì? Đằng kia còn có một cái con thuyền đắm nữa kìa. Ở cái vùng biển này nhiều thuyền đắm vậy. Ôi. Hình như mình đi tới vùng đất của những yêu tinh rồi các bạn ơi. Ui, ở đây có heo nữa kìa. Được nha, nốt lại. Ê, cái nhà đó giống như nhà của yêu tinh sống trên cây nha. Ui, nhìn hơi bị quyền bí nha. Kho báu thì sát bên đây nè. Chắc bây giờ mình vô đất liền mình ăn kho báu được đó. Định gì? Nghinh chiến với ta hả? Vô, bước vô đây. Chưa gì đã có mối rồi các bạn. Ui, nó chìm rồi. Này thì chìm, cho chìm ngẫm luôn. Rồi, sẵn tiện test kỹ năng mới luôn coi. Ôi, thanh niên này cầm cung các bạn. Cầm cung hả? Một phát đâm như vậy sẽ làm cái địch bị chậm các bạn ạ. Cũng có hiệu ứng kèm theo nha. Khá ngon đấy chứ. Rồi, cái rương thì cho mình một cái đôi giày chạy, một ít khoáng sản nữa nè. Giờ thì trang bị cái đôi giày chạy này vô coi. Ui, nó sẽ giúp mình chạy nhanh hơn các bạn ơi. Khá im đấy chứ. Rồi, còn cái bản đồ kho báu thì mình cần phải đi lùi lại xíu ha. Và xéo về phía bên trong khu rừng yêu tinh này. Chắc là đâu đó dưới mấy cái gốc cây của tộc yêu tinh này luôn nè. Ê, đừng có yêu tinh nào ra bắt cóc mình nha trời. Nãy giờ không có dấu vết gì yêu tinh xuất hiện các bạn ơi. Kệ, cũng hên á. Rồi, ủa, sao lại hút rồi? À, đây, tới rồi. Hình như kho báu nằm ngay dưới này luôn các bạn ơi. Nếu như mình không nhầm thì đây, chính xác nó đây các bạn. Và nó lại cho mình một cái đi gắn vô cái chân nữa nè. Cái này giúp mình sẽ bơi nhanh hơn dưới nước ha. Tiếp tục là một ít khoáng sản khác. Không được xịn lắm ha. Thôi kệ. Coi như kiếm thêm chút cá, chút thức ăn các thứ cho mình. Nhưng mà các bạn có tò mò là mình có thể chui vô mấy cái nhà này không? Mình cũng tò mò nha. Ủa, mình không chui vô được các bạn ơi. Nè, đây là nhà của yêu tinh nè. Nhưng mà không thấy yêu tinh nào xuất hiện ở đây hết. Hơi lạ ha. Chắc người ta cũng không muốn mình lại gần khu vực người ta ở đâu. Tốt nhất thôi mình để người ta yên bình đi. Mình lên đường tiếp thôi các bạn. Khoan. À, ui chà, ui chà, ui.
Ui da, gặp vua xương các bạn. Đánh nhau với vua xương một cái mới được. Ok, mình đã hạ được vua xương rồi. Ê, nó xong, hình như mình mới chọc chuột rồi. Oh, no, 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 no. Mình lỡ khiệu chúng gia đình chuột các bạn ơi. Dí mình rồi kìa. Ôi mấy chuối, ôi mấy chuối. Rồi, giờ thì trở lại với công việc, đó chính là khám phá cái bản đồ dungeon này nè. Thẳng tiến về hướng Tây tiếp thôi các bạn ơi. Đi men theo cái bờ biển này luôn ha. Ui, kia là cái loài gì vậy? Ủa sao nhìn ủn a ủn ỉn vậy? Nhìn thấy cưng nhở? Đây là Big Snow. Ê, cái nhóc này nhìn thấy cưng quá các bạn ơi. Lên thuyền được không? Ủa nhóc này không dắt về thuyền được. Ôi, được được hả? Oh my god. Mình dắt em về được các bạn. Cưng quá à. Thôi được, mình sẽ cho em làm thủy thủ đoàn trên thuyền của mình á. Ok đấy. Rồi, bây giờ thì mình đã tới chỗ của cái dungeon rồi nè. Ê, như cái dungeon đó ở dưới nước hay sao các bạn ơi? Vậy là cái dungeon đó ở dưới nước rồi. Ok, ok. Ở xa xa còn có chỗ của bọn cướp dân làng ở giữa biển nữa kìa. What the hell? Ảo thật đấy. Rồi, trước khi đi tiếp thì để mình qua đây mình đào cái quặng này cái đã. Đây là quặng Sapphire ha. Sau này mình sẽ cần nó đó. Rồi, giờ thì để coi coi mình sẽ đào thẳng xuống dưới ha. Hết cách rồi. Ủa, đây có cái hang nè. Nhiều cái hang này không dẫn tới công trình đó rồi các bạn ơi. Vẫn phải đào á. Oxy là. Rồi, mình hiện tại đang đứng ở đúng cái chỗ bản đồ chỉ luôn rồi đó. Nhưng mà chắc phải cần đào xuống khá là sâu đấy. Thì may ra chúng ta mới gặp được cái công trình đó các bạn. Thường là vậy ha. Ê, một cái hang khác nữa. Vẫn chưa thấy công trình nha. Còn là thấy quái không à. Yêu. Chưa gì bị bắn rồi. Ê, ê, kìa kìa. Đây rồi. Không bịp. Legit. Ui, trời. Đang tính ăn cái bánh kem. Con này. Giỡn mặt hả? Ở đây có cái bánh kem các bạn ơi. Làm nhẹ cái bánh kem đi. Có một ít khoáng sản và một cây rìu kim cương luôn. Ngay phía trên còn có thêm quặng Sapphire nữa nè. Lấy luôn. Rồi, giờ thì ăn thêm miếng bánh. Rồi, chui vô công trình thôi các bạn. Quẩy một chập coi. Hello. Chúng ta đã vô được công trình này rồi. Ôi, quay nhìn xịn vậy. Ui dù. What? Trời ơi, mặt giáp kim cương luôn kìa. Hơi bị gắt các bạn ơi. Không ổn rồi. Kiếm vàng các thứ. Nè. Úi xời. Mới có đồ dép có khác. Chạy nhanh và né mũi tên cực gắt luôn. Wow. Chỗ này có vẻ xịn sò đấy. Có Ripper nữa. Không được, phải ăn cho no bụng trước rồi. Alo. Có rương không? Yêu, ở đây không có rương hay sao á. Có mấy cái chậu hả? Quái vật hả? Ui thiệt, đây là quái vật các bạn ơi. Quái vật spawner. Ê, đánh đau lắm nha. Con này 100 máu lận. Nó canh giữ mấy cái quặng vàng ở đây nè. What? Hồi đào được vàng này không? Ui, vàng này lấy về được nha. Còn phía bên này, là vàng pha thuốc, có thuốc gì cơ? Là thuốc hồi máu tức thì các bạn. Cái này chắc nữa mình làm thành cái thuốc mà ném được á. Đem đi mà khi khám phá cũng ok lắm ấy. Còn phía bên này cái thùng có một chút xíu mũi tên. Ui, có sách enchant nữa. Dạ, tài ba. Wow. Thì ra nó còn giấu đồ phía trên nữa các bạn ơi. Ui, đây. Còn mấy chỗ sách mà mình chưa lấy nè. Bộ ổn, biết đâu có sách sửa chữa hoặc là sách gì ngon thì sao. Nè, sách vô hạn nè. Khá tốt phải không? Rồi, xong một hướng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về hướng hướng này đi. Hướng này gần hơn nè. Rồi, thử coi có gì khác không. Wow, có ngựa xương kìa. Ây dùi. Có yên sẵn luôn. Có điều nhóc này chạy hơi chậm các bạn ơi. Nhóc này chạy hơi chậm á. Hơi tiếc một xíu. Nhưng mà thôi, xíu nữa coi được thì mình dẫn em về luôn. Tại vô tình gặp trong chuyến khám phá mà. Thì khoan, có sách gì nè. Lút tiếp. Coi có ngon không? Ngon thì lắm. Ui, nhặt ba. Ngon các bạn ơi. Ê,
còn có cái kỹ năng mới nữa nè, kiểu như nó giúp mình bắn cung mạnh hơn các bạn. Học liền ha, học liền ha. Để coi coi, đây, nó cho vô liền luôn nè các bạn. Cũng ok. Nói chung thì mình đi khám phá và chiến đấu á, thì sẽ nhặt được những cái quyển sách và rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình từ từ lên đó các bạn ạ. Cũng khá thú vị ha. Rồi, ở đây có một vài quyển sách enchant mới. Lượm luôn đi. Ui, và có rất là nhiều kiện rơm nữa. Lấy luôn, lấy luôn. Mình chừa bọn chúng đúng cái nịt thôi các bạn ạ. Rồi, dưa hấu ăn chán chê, bỏ đi. Ăn bánh mì cho nó no lâu các bạn ơi. Ui, đây là thuốc hồi máu nè, ngon nè. Cái này, ê, cái thùng này thùng phát nổ nha. Explosive barrel nè. Không có cái hộp quẹt đó. Mình muốn test thử đúng à. Rồi, hướng này thì nó lại dẫn mình tới một chỗ rộng hơn. Và nó còn giống một cái mê cung nữa các bạn ạ. Thôi xong rồi, chùm đi lạc gặp mê cung mới xác định rồi. Đó đó, chưa gì là thấy lạc rồi đó. Ăn bát súp cho đỡ lạc. Trời ơi, ăn bát súp xong rồi chúng độc luôn. Đã lạc mà còn xui nữa. Hết biết luôn á. Ê, mình tìm được lối ra rồi các bạn ơi. Yeah. Ủa này phải chỗ nãy mình mới vô không trời? Không, hình như chỗ mới các bạn ơi. Chỗ tiếp theo có vẻ là một cái khu vực hơi nhiều bẫy các bạn ơi. Kìa, có con não lọt xuống bẫy rồi kìa. Ê, con xương đó non, mình dễ gì mà lọt dưới được. Cái này là có phải, à rừng thường. Có một cây kiếm, nhặt ba. Thôi, mình có sách nhặt ba rồi nên là thôi mình cũng không có ham hố gì ha. Quay lại chỗ ban đầu còn gặp Enderman nữa. Bây giờ gặp thanh niên chân dài đó, hồi kiểu gì cũng bị hắn đá vô mặt rồi các bạn ơi. Ê, cưỡi ngựa lại đằng kia đi. Cưỡi ngựa đi quẩy luôn mới gắt đó chứ. Hướng này là hướng mình nãy chưa đi nè các bạn. Coi thử coi, ồ nó có cầu thang đi xuống dưới nữa. Quay tính ra công trình này bự phết á. Được đấy, được đấy. Này có cơ hội để chúng ta khám phá và cày cuốc thêm rất là nhiều đồ rồi. Trên này clear ha, đi xuống dưới nè. Rồi coi dưới này có gì đây. Ôm cái đe. Ok. Bên này có thêm vàng các bạn. Ui bộ giáp được. Ôi con này là con xương chứ không phải bộ giáp. Trời ơi, ảo được đấy. Rồi lấy thêm vàng á. Đe hư hả, đậm luôn đi. Méo mó đỡ không có. Rồi lấy thêm ít vàng đây nữa. Và tiếp tục lại là một cái chỗ đi xuống phía dưới lòng đất hay sao cả. Để mình coi thử coi. Chuẩn luôn. Ui, có cái nào có boss không trời. Ừ, nãy giờ mình đi xuống sâu lắm rồi đó các bạn à. Sao mình nghe mình đi hồi gặp boss quá à. Cũng được, gặp thật sự luôn. Ngại gì vết bẩn, mình dân chơi mà. Ôi, dân chơi gặp hai anh đẹp trai khoai lang rồi. Rồi, vũ khí đi, quẩy đi. Nãy giờ không có quẩy, mấy này không sợ. Trời, what the hell. Đánh vậy mà không xi nhê luôn á bạn. Ủa da, bị bắn gạch đâu vậy. Oh my god. Yêu. Lại đây, lại đây. Cái chỗ này nó sẽ gây đam lên những con zombie các bạn. À, né cái nhẹ. Tiếp tục nào. Mình quẩy dữ quá, thanh niên này không kịp trở tay các bạn. Úi xa. Sợ chưa. Ui, và mỗi lần mình săn nó mình sẽ được một viên kim cương à. Wow, quá đã luôn. Hất tung cái nhẹ, hất tung cái nữa nè, hất tung tìm cái nè. Oh my god. Ôi dạ, à đi rồi, con xương có chịu đi rồi. Mình ưu tiên hạ con xương kia trước các bạn ơi, nó đánh có chịu quá. Này thì bắn hả, hên là mình múa dẻo không thôi là xác định rồi. Nguy hiểm thiệt chứ. Ui cái này chưa gặp boss mà đã khó như vậy rồi các bạn à. Biết gặp boss phải chiến đấu cơ nào mới hạ được đây. Gắt rồi. Ở đây có cục gì vậy? Ủa sao không nghi ngờ ta. Ngoan khoan từ từ, mình cần hồi phục máu lại cái đó. Tiếp tục săn quái nào. Nói chung thì mình chỉ quan tâm tới những con nào mà nó mặc giáp kim cương á. Thường mấy con đó là con kiểu như nó mạnh hơn các bạn à. Rồi trong phòng này thì hình như không có rương ha. Ừ, còn cái cục này là cục gì trời? Trang trí thôi hả? Phải không? Ừ, như trang trí thôi các bạn. Làm mình đa nghi thiệt chứ. Hôm nay cũng có nữa nè. Ê, có con spawner. Ê, khoan, còn đó nguy hiểm nha. Bắt tùm nó đi. Bắt tùm nó cái. Úi da, ai. Ừ, không được, con đó phải dùng cây kiếm... kiếm mới nâng cấp của mình các bạn. Trời ơi, chặt chúng em dơi nữa.
Tại cây này nó đánh nhanh và giữ khoảng cách tốt hơn á. Ôi, cái spawner của nó không vậy? Không có. Còn bên này sao nhìn nguy hiểm vậy? Có nào đi ngang nổ cái đùng cái ngẫm luôn không? Thôi thôi, cất kinh nghiệm vô hết. Cũng hơi rén. Ô, một cây cung. Wow, được đó chứ. Để mình thử luôn không? Ô, cái thùng này nổ không có mất block các bạn ơi. Wow. Vậy là hết nổ. Không sợ. Ui da. Sợ rồi. Ui. Ui, không có cái xô. Trời ơi, chơi nó bắn mũi tên lửa. Kỳ cục kẹo thiệt chứ. Cơ. Trời ơi, kỳ cục kẹo nha. Cái xanh chính như thanh niên này thì đỡ không? Rồi, giờ thì mình sẽ kiếm cái con bắn cung. Ủa, nó rồi. Ê, nhìn nó lọt con dây nó ngẫm rồi các bạn ơi. Vừa cái tội lắm. Đo cái tội bắn cung lửa là thấy mắc ghét rồi. Ok, chỗ bãi này thì mình thấy khá là dễ ha. Chỉ cần đi xéo xéo qua là được rồi. Ồ, có thuốc hồi máu tích thị nè. Tiếp tục là những căn phòng khác. Qua thử coi. Kết cấu của nó cũng tương tự hết các bạn. Ủa, bên đây là chỗ gì nữa vậy? Ê, lại có rương tiếp nè. Hai trái táo vàng. Ui da. Trời. Nó xử nhau luôn kìa. Ui da, sao nó bắn đau vậy? Ê, tính ra mình mặc giáp nhau. Mặc giáp gì đó các bạn à, nó bắn ghét thiệt chứ. Thì cái tình á. Rồi, đập spawner luôn cho bỏ ghét. Ui. Con sườn đúng không? Hay là con zombie vậy? Hay là cái giá chỗ đồ? Ê, con sườn. Con sườn mặc giáp kim cương. Con đó là nguy hiểm nha. Ây da, ôi. Ôi, chưa kịp bắt tung. Ôi, kim thế. Hất tung nó lên. Hất tung nó cái nữa. Ok. Phải vậy. Gặp con đốt là phải combo full hất tung các bạn thì mới hạ nó dễ được. Ủa, đây là cái chỗ gì ta? Nhìn lạ vậy. Nó có những cái khối xương các bạn ơi. Trong này thì chỉ giấu những cái bát súp thôi. Kỳ lạ thiệt nha. Lại thêm một chỗ đi sâu tít ở dưới nữa. Quá trần quá đất cái chỗ công trình này rồi. Nó cực kỳ rộng luôn các bạn ơi. Đi hoài không hết luôn á. Ơi, lại là con xương, lại là con xương. Lại đây. À. Bắn hả? Ui da, trời, có bộ hộp. Hất tung cái này à. Hất tung cái nữa nè. Còn thanh niên kia muốn thử không? Muốn thử hất tung không? Hất tung cái nữa nha. Thêm cái nữa. Combo này đúng có chịu luôn các bạn ơi. Rồi, lượm thêm mấy cái lọ thuốc hồi máu đi. Trời ơi, cái kho đồ của mình các bạn coi kìa. Toàn là thuốc hồi máu không luôn rồi đó. Lại xuống tít ở dưới nữa. Quá chừng quá đất sâu rồi các bạn ơi. Không biết hồi nó sẽ dẫn mình tới đâu nữa. Kiểu này đi hồi cái chắc tới chỗ bedrock luôn á. Đằng kia spawner con gì vậy? Ê, chỗ này khó nha. Các bạn coi kìa, mấy con kia nó toàn là đứng ở ngay cái bục bắn luôn á. Yêu, cái này sao qua đây? Ôi trời, chui gì nó bắn mình rồi. Giờ có cách này, mình sẽ lướt qua bên đó xong mình đập. Xong mình chui vô trong. Ok. Ây. Ui da. Ây. Trời đất ơi, lướt lộn chỗ rồi. Ủa sao tính một đường làm nẻo vậy? Alo. Hoàng đếc ơi, vô cái thế rồi. Ui da. Không ổn rồi. Gắn xíu nữa. Rồi. Beautiful. Các bạn đừng làm giống mình nha, là giống mình có ngài đó. Ui. Giỡn ngoài mấy đấy. Ok, giờ nhắm chuẩn nha, lướt không có lệch nữa. Rồi, giọt nè. Ít rồi. Ui, trong này còn nữa. Trời đất ơi. Thiệt luôn, mình làm mấy pha khó đỡ thiệt chứ. Ok, nhưng mà tạm thời chỗ này nó an toàn hơn. Ui, nó có quặng kim cương nữa kìa các bạn. Khá ngon nha. Ê, bình tĩnh. Mấy con này tính nóng quá. Ôi, chỗ này có kim cương. Sao mà bỏ được. Trời ơi, nguyên một đàn luôn các bạn ơi. Mày đất ơi. Rồi. Clear rồi. Ê, nhìn chiếc bán đồ nhỏ như mình sắp tới một cái chỗ. Ê, cái chỗ đó lạ lắm các bạn. Sao nhìn giống như chỗ đánh boss vậy? Ui, trời. Nhưng mà trước hết mình cần phải vượt qua cái cầu này đó. Ngỗng chứ cưng. Nó tính upsort mình các bạn.
What the hell? Ui thiệt rồi, chỗ đó chỗ đánh boss rồi, không lọt đi đâu được. Chắc luôn, chắc luôn. Ủa nhưng mà hình như con boss tụi mình phải triệu hồi hay sao các bạn ơi. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi, trong phòng đó nhiều xương vậy. Khoan khoan, con này sao nó nhanh dữ vậy. Nó được cường hóa hèn gì. Ở đây nữa nè. Bước vô đây. Bước vô đây. Bước vô đây. Lăn nhào các thứ. Combo liền. Ây ây, coi chừng, coi chừng. Mua vừa vừa thôi, lọt dưới đó. Rồi tranh thủ lúc này đập spawner các bạn ơi. Nhất là con này. Con này cực kỳ nguy hiểm nha. Nhìn nó đụt đụt vậy thôi, chúng nó đánh cái nào là thốn cái đó các bạn ơi. Ơ, không chủ quan được. Đập thêm ở đây nữa nè. Chỗ này. Ui ui. Ây da. Phía bên này. À xong phía. Nhảy qua cái nữa. Thành công, thành công. Ủa còn sót cái bên kia cơ. Yêu còn bị chặn đường nữa chứ. Không sao, mình sẽ mở được. Rồi. Anh chính cho bọn chúng luôn. Ui ui ui. Ok. Dành một chút thời gian để hồi phục máu lại các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách triệu hồi boss đó. Oh, mình có tìm hiểu sơ qua rồi các bạn ơi. Chỗ này đích thực là một cái chỗ triệu hồi boss đó. Và tiếp theo, việc của mình cần đó chính là chế tạo thành những cái spawner frame nè. Rồi, mình sẽ làm full luôn ha. Và từ đó mình nâng cấp thành cái School of Chaos. Cái này nó sẽ giúp mình triệu hồi boss nè. Tuy nhiên thì mình còn thiếu cái spawner blade. Mình sẽ cần đào thạch anh tím rồi. Ok, vậy mình sẽ kiếm cái hang nào đó gần đây rồi chúng ta bắt đầu đi tìm thạch anh tím á. Ê, cái con gì á? What the hell? Yêu, nhìn nó thấy ghê vậy. Đây có quặng display sapphire nè. Đào luôn. Ôi nhưng mà nó có vẻ hiền các bạn ơi. Nhìn nó ghê vậy thôi á. Và nó là cái con coi thử coi. Vô danh luôn, không có tên luôn. Rồi à. Đi xa xa nó ra mới được. Ui lại là kim cương nữa. Thạch anh tím luôn. Im vậy ta. Let's go. Đấy rồi, mình đã tìm được cái chỗ thạch anh tím rồi các bạn. Để coi coi. Ủa, ủa sao không có cái nào thu hoạch được hết vậy. Ôi trời ơi, cũng như không à. Chỗ này thì khác rồi. Ê, chỗ này có thạch anh tím thu hoạch được nè. Yeah, 4 cái luôn. Rồi, bên này nữa. Chắc đâu đó cũng cỡ mười mấy cái các bạn ơi. Bây giờ, mình đã có thể bắt đầu nâng cấp thành cái spawner blade rồi. Và từ đó, kết hợp với một ít cái... Ủa, hôm nay làm sao nhỉ? À, gì mới đúng. Alright. Giờ thì chúng ta đã có thể làm được cái School of Chaos rồi. Yes sir. Việc tiếp theo của mình đó chính là đánh boss các bạn ơi. Không biết là có mận lợi nó không nữa. Kiếm đường chạy trước nha. Ok. Mình đã triệu hồi thành công rồi kìa. Kìa kìa, nó bên trong kìa các bạn. Ui nhìn nó ghê. Ui dồi, trời trời, nó bắn kìa. Ủa. Ủa. À, mình phải đập những cái pha lê xung quanh cái spawner này các bạn ơi. Hình như đập hết luôn hay sao á, mình mới bắt đầu đánh nó được. Ui da. Đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm luôn. Bất cẩn là mình sẽ nằm xuống. Ấy đó, đó 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 biết cây mà. Bất cẩn là mình nằm xuống liền các bạn ơi. Chắc mình phải làm thêm táo vàng các bạn ơi. Không đủ táo vàng để mình ăn rồi. Ok, ăn thêm trái táo vàng nữa. Bây giờ mình sẽ thay đổi chiến thuật ha. Hồi nãy mình đập lộn xộn quá. Bây giờ mình sẽ tập trung đập spawner ở một hướng thôi ha. Kiểu như vậy. 1 2 3 4 Ôi, từ từ chưa. 4 5 ở đây nè. Ui. What? Nó cạp mình một cái. Suýt nữa thì ngẫm rồi. Ôi mấy chuối thật. Sức công phá của con boss này cực kỳ cao luôn các bạn ơi. Nè 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 nè. Một cái nữa. Rồi ok. Tiếp tục ra. Đập spawner tiếp. Hãy đập một mặt thôi là easy liền. Ui da. Rồi ba cục nữa. Ở đây. Ở đây và ở đây. Ở xong phía. Dù khoảng cách mà bập nó thôi. Ui da. Bắn gác nha. Rồi, né được rồi. Ui, cái vũ khí mới các bạn coi nè.
giặt cực kỳ thốn luôn. Ê, chạy 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 chạy. Nó ngủm á. Yay, thành công rồi. Wow, wow. Mình đã thành công đánh bại cái boss đầu tiên, đó chính là Spawner Chaos các bạn ạ. Và nó sẽ cho mình gì đây? Một bình kinh nghiệm siêu to khổng lồ, Chaotic Hasen Heron. Không biết mình đọc có đúng không đó. Cái này dùng để làm gì ta? À, cái này dùng để chế tạo các bạn ơi. Chế tạo thành một cây gậy chịu hồi. Và mấy bình kinh nghiệm này mình sẽ thử dùng coi. Một bình là được một cấp luôn kìa. Wow, VIP thật. Hay vậy ta. Ê, mình triệu hồi boss thêm lần nữa được không? Hình như không được các bạn ơi. Ừ, cái này triệu hồi xong là nó ngẫm luôn rồi. Nó trừ lại cái lòng spawner khổng lồ thôi à. Nhưng mà nói chung tuyệt là vời nha. Reaper có thấy vậy không? Có muốn tôi thả ra không? Để tôi thả nghe ha. Rồi, tôi thả rồi đó, chạy ra đi. Chắc cay lắm đúng không? Cho cúp xương nè. Thôi, không kìa nó, không kìa Reaper nữa. Nghiệp quật giờ. Ok, vậy là chúng ta đã phá đảo thành công cái công trình mà cái bản đồ nó chỉ dẫn mình rồi các bạn ạ. Nói chung thì cũng có những trận chiến hơi bị căng á. Và chiến lợi phẩm thì các bạn cũng thấy rồi đó, cực kỳ giàu có luôn á. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên thôi các bạn. Ở dưới này quá lâu rồi. Trước khi về chắc chắn là phải rước người bạn này về. Ủa? Ê? Oh no, sao em bị mất máu rồi? Ok. Trời ạ. Tội nghiệp em vậy. Thôi để mình hồi máu cho em cái nha. Cho em bình thuốc nha, vô mông nha. À, ôi trời, em này chắc hai bình các bạn ơi. Ok. Rồi, beautiful, em đầy máu rồi các bạn. À, ở đây thì có thêm một con thuyền đắm nữa. Mình cũng tranh thủ vô cà kiếm miếng rồi. Ồ, còn có thêm quyển sách Swordmaster. Quyển này mình học được không? Ui, nó sẽ tăng cái tốc độ tấn công của mình các bạn ạ. Học luôn á chứ. Nhưng mà cái đó hình như chỉ áp dụng cho kiếm thôi các bạn. Mình hiện tại đang xài cây thương á. Khi nào học được thương master đi lúc đó mới ngon á. À, mà không biết trên đảo này có gì không nhờ. Ừ, sẵn tiện mình nghi thử các bạn. Khám phá sơ sơ quá, coi coi hòn đảo này có gì tiềm năng không. Biết đâu sau này mình lại quay trở lại sao. Ôi, khoan khoan, trên đảo mình thấy có tế đàn gì kìa các bạn. Nhìn thì có vẻ giống lắm. Oh, một tế đàn thiệt các bạn ơi. Wow, đừng nói đây là chỗ đánh boss nữa nha. What the hell. Trời, ở đây có thạch anh tím luôn nè. Một số món đồ khá là lạ ha. Spawner gì thì chưa rõ luôn. Còn cái rương trên này thì vẫn là một số món đồ lạ lạ đó ha. Có bình mana gì nữa nè. Wow, vậy là cái này nó liên quan gì đó tới phép thuật rồi các bạn ơi. Vậy là sắp tới có thể là chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực tế đàn này ha. Đấy, nhờ ghé qua cái mới phát hiện đó các bạn ơi. Không là bỏ lỡ cái tế đàn đó rồi. Ok, giờ thì chắc đi về cùng với em ổn ỉn được rồi ha. Tính ra mình cũng cỡ lực sĩ các bạn ơi. Cái tướng thì có chút ép à. Mà ẩm cái em ổn ỉn chả bá lửa rồi. Rồi, em là thành viên đầu tiên lên chiến thuyền của mình ha. Nên là sẽ cho em một slot đặc biệt. Đó chính là ở trong ngay khu vực mà mình hay về nghỉ ngơi luôn nè. Rồi, xuống đây. Nơi ở mới của cưng đó nha. Có vẻ em cũng khá là thích đó các bạn. Ôi, em di chuyển rồi. Cái cưng quá, ít hơn mình phải tìm bạn đời cho em thôi. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp kỹ năng xíu nha. Nhất là cái kiếm các bạn ơi. Nãy giờ có tới 4 điểm kỹ năng. Tha hồ cho mình lựa chọn đây. Có một kỹ năng mình thấy hơi bị bá đạo nè các bạn. Nó sẽ giúp mình trở lại cái nơi an toàn khoảng vài giây trước ha. Đáng để thử nha. Ngoài ra mình cũng sẽ chọn thêm vài cái lưỡi kiếm tiếp theo nào. Ôi trời, cái lưỡi kiếm gì nhìn đã vô. Đẹp 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 đẹp. Lưỡi kiếm đỏ nữa nè. Lượm luôn. Rồi, còn kỹ năng thì sao? Smoke screen giúp mình tăng tốc độ khi mà kích hoạt hả? Còn kỹ năng này thì sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái trạng thái chắc là bất lợi quá. Và đồng thời đẩy lùi cái địch ở xung quanh hay sao các bạn. Cũng khá ok đấy, nghe có vẻ xịn. Rồi, lượm luôn. Tiếp tục. Ôi trời, cái này là cái chùy sao mà. Có tay cầm mà tròn tròn nữa nè, lượm luôn đi. Ok, rồi còn kỹ năng thì sao? Ui, cái này giống như là chọi bơm hay sao nè. Kỹ năng chọi bơm hay sao các bạn ơi. Ổn không ta, ổn không ta. Thôi thử luôn đi á. Rồi, vậy là đó là toàn bộ ba kỹ năng mà mình vừa nâng cấp. Bây giờ thì diện mạo mình cũng có thể thay đổi một xíu ha. Mình sẽ đổi sang cái lưỡi kiếm ngầu ngầu nãy đi. Đó, màu xanh lè xanh lét nè. Đổi tay cầm luôn. Cán kiếm hả? À, cán kiếm nào thích hợp vậy ta?
Ôi, cán kiếm này có vẻ hợp nè. Ok, trang bị vô. À, và một việc rất là quan trọng nữa, đó chính là sửa nó lại các bạn. Tại nãy giờ mình chiến đấu hơi nhiều á, kiếm nó hư hết trơn rồi, phải sửa lại cho nó bóng loáng á, combo nó mới đã các bạn ơi. Sáng loáng chưa vô? À, chỗ này chưa sáng nè. Đã, giờ mới sáng nè. Còn kỹ năng thì sao? Trang bị vô liền á. Mình sẽ... Ủa, cái kỹ năng... Ủa rồi. Ê, hình như cái này nó giới hạn có 3 kỹ năng rồi các bạn ơi. Ui, mất cái kỹ năng chọi của mình rồi. Ok. À, đây, đây, đây. Giờ mới có kỹ năng chọi nè. Kỹ năng chọi bom phát nổ như nè các bạn. Mình cũng muốn thử nó lắm á. Rồi, đi test liền, cho nóng nào. Chưa, review kiếm cái đó. Có vẻ lưỡi kiếm mới này nhìn cũng... Cũng ngầu phế đấy chứ. Tông màu đen đen, xanh xanh. Khá là ấn tượng nha. Còn về kỹ năng mới thì sao? Nổ dữ ha, nổ dữ luôn ta ơi. Trời ơi, mình tưởng nó nổ cái đùng. Bành cho bá cơ. Ai về nó nổ. Nó nổ kiểu này không biết gây bao nhiêu đam nữa. Trời đất. Test thử luôn nè. Ui, ui trời hộp ơi. Ui. What? Ê, cái này là nó nổ random các bạn ơi. Trời ơi, bắn cái pháo bông nó kìa. À, đúng rồi, kỹ năng này kiểu như là sẽ cầu nguyện á. Kiểu như trời cho cái gì thì hưởng cái đó các bạn à. Ra là vậy, hèn gì. Nè, cái này ra pháo bông nè. Có khi ra cái đe. Rồi có khi ra cục thuốc súng á. Cũng ok, cũng thú vị. Chưa nha, vẫn còn hai kỹ năng mình chưa test, đó chính là quay ngược thời gian và đẩy lùi các thứ rồi nè. Từ từ nhất định chúng ta sẽ trải nghiệm nó trong những chuyến khám phá sắp tới. Ngoài ra, mình còn có được một cái Chaos Stick gì gì đó nè. Sắp tới chắc là mình sẽ chế tạo cái gậy này và test thử coi công dụng của nó là như thế nào á. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời đối với mình rồi các bạn ạ. Và hy vọng rằng những ngày sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục thăng tiến sức mạnh và... khám phá nhiều điều mới mẻ trong thế giới hiệp sĩ chuyển sinh này. Và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Laproot hay là Unitalet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đầy thú vị này ha. Bye bye.